Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng website tải nhanh vn.com để tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt một cái tựa game đấm bốc theo kiểu võ say có tên là Dragon Fu Wasted Master. Ok, trước khi tải các bạn sẽ phải lưu ý cho mình một số điều như sau. Thứ nhất là các bạn phải tải game trên website tải nhanh vn.com thì mới có thể làm đúng theo cái video hướng dẫn này. Thứ hai là trước khi tải các bạn sẽ phải đọc và tuân thủ tất cả những cái yêu cầu trong cái mục support nằm trên cùng góc bên phải trong web cho mình. Trong bài viết các bạn sẽ phải đọc kỹ cái mục trước khi hỏi, trước khi tải và đặc biệt là các bạn sẽ phải cài đầy đủ tất cả các cái phần mềm bổ trợ ở trong cái bảng này. Và các bạn chỉ việc làm một lần duy nhất, tất cả những cái lần cài game sau các bạn sẽ không phải làm lại nữa. Nếu vẫn gặp lỗi thì các bạn kéo xuống phía cuối bài viết sẽ có một cái mục có tên là lỗi game hay gặp để tìm lỗi các bạn gặp và tìm cách khắc phục. Khi mà các bạn làm theo tất cả những cái yêu cầu trên mà vẫn gặp lỗi thì các bạn chỉ có thể cài lại win hoặc là mua game hoặc là không chơi game đó nữa. Và nhớ là phải kiểm tra cấu hình xem là các bạn có chơi được game đó hay không, và nếu không dành thì các bạn có thể xem cái bài viết có tên là kiểm tra cấu hình chơi game ở cái mục hỗ trợ của bên phải trang web. Cũng trong cái mục hỗ trợ, nếu mà các bạn muốn tải link FC một cách nhanh chóng thì các bạn có thể đọc cái bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC, nó sẽ giúp các bạn tải link FC một cách nhanh nhất. Thứ ba là nếu mà các bạn tải về thấy cách cài đặt khác rồi, tức là game đã được update và để xem cái hướng dẫn cài đặt cho bản update mới, các bạn vui lòng kích vào xem video hướng dẫn tải và cài đặt trong bài viết của game đó. Còn nếu các bạn xem trên YouTube, các bạn có thể tua đến 20 giây cuối cùng của video hoặc là xem ở phần bình luận sẽ có một mục dẫn sang cái video hướng dẫn tải và cài đặt bản mới nhất đấy. Thứ tư là toàn bộ nội dung mình nói trên rất nhanh và rất dài nên các bạn cần xem kỹ để đảm bảo 100% là chơi được game. Bạn nào nói đúng rồi, làm được rồi thì sau này xem video của mình, các bạn chỉ việc tu bỏ hơn 1 phút đầu của video để xem được cái phần hướng dẫn cài game luôn. Còn bây giờ hãy truy cập vào website tải nhanh vn.com để bắt đầu tải game nhé. Ok thì sau khi vào trang chủ, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì. Các bạn ấn chuột vào, gõ tên game cho mình là DRUNK gạch ngang FU nhá. Đấy, các bạn gõ tên game như trên màn hình nhá. DRUNK gạch ngang FU. Đấy. Gõ tên game xong thì các bạn ấn chữ download cho mình. Ấn chữ download cho mình nhá. Đấy. Lúc này nó sẽ tìm mình cái bài viết có tên là Dragon Fu Wasted Master đây. Đấy, các bạn vào cho mình cái bài viết này để lấy link tải nhá. Link tải nó sẽ nằm trong bài viết này ha. Ok, mình sẽ vào này. Đấy. Thì để tiện cho các bạn, mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video nhá. Mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video. Ok. Thì trong bài viết này các bạn có thể xem thêm về thông tin game này, giới thiệu game này, hình ảnh game này, video game này và quan trọng nhất là cấu hình nhá. Cấu hình con game này nó sẽ yêu cầu là Win 7 trở lên. Đấy, Win 7 trở lên tức là bạn nào mà sử dụng Win 7, Win 8, Win 10 trở lên thì sẽ chơi được nhá. Bạn nào mà sử dụng Win XP hay là Win Vista hay là Win 99 2000 gì đấy thì sẽ không chơi được đâu. Các bạn phải sử dụng từ Win 7 trở lên. Tiếp theo là chip, chip nó sẽ yêu cầu là Dual Core AMD hoặc là Intel chip Intel 2.3 GHz trở lên nhá. Đấy, RAM thì nó sẽ yêu cầu là 4GB RAM trở lên. Các bạn phải có tối thiểu là 4GB RAM nhá. Cả màn hình nó sẽ yêu cầu là AMD Radeon 4850 trở lên hoặc là Nvidia 8800 trở lên nhá. Đấy. Ok, tiếp theo là bộ nhớ máy thì nó sẽ yêu cầu là tầm 512MB bộ nhớ máy, 512MB bộ nhớ máy. Game rất là nhẹ đúng không nào? Ok thì sau khi đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tải game nhá. Để tải game các bạn kéo xuống dưới cho mình. Đây, các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy một cái mục có tên là link tải game. Trong cái mục link tải game này các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ đỏ có tên là tải game Dragon Fu Wasted Master Link FC. Đấy. Các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ đỏ này nhá. Các bạn ấn vào tải về cho mình. Ấn vào dòng chữ đỏ này tải về cho mình nhá. Ấn vào dòng chữ đỏ có tên là tải game Dragon Fu Wasted Master Link FC, ấn vào tải về cho mình. Thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ được một cái file như này. Đây, các bạn sẽ được một cái file có tên là tải nhanh vn.com Dragon Fu Wasted Master. Đấy, tải nhanh vn.com Dragon Fu Wasted Master. Các bạn ấn chuột phải vào cái file vừa tải về nhá. Các bạn ấn chuột phải vào cái file vừa tải về. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Và các bạn chọn cho mình là extract here để cho nó giải nén ra nhá. Các bạn chọn extract here cho mình để cho nó giải nén ra. Thì sau khi giải nén ra xong, chúng ta sẽ được một cái folder cùng tên đây. Cái folder cùng tên có tên là tải nhanh vn.com Dragon Fu Wasted Master. Đấy, mình đã giải nén ra sẵn rồi để tiết kiệm thời gian ha. Ok thì bây giờ các bạn mở cho mình cái folder vừa mới giải nén ra nhá. Các bạn mở cho mình cái folder vừa mới giải nén ra. Đấy, mở lên cho mình. Open. Trong này thì các bạn sẽ vào game luôn thôi. Các bạn sẽ không phải cài đặt gì cả. Nó có sẵn rồi. Các bạn giải nén ra và chơi luôn thôi. Ok. Thì để vào game, các bạn mở cho mình cái file có tên là Dragon Fu mà có biểu tượng logo da cam này, hình nắm tay da cam này. Đấy, nó có hai cái file Dragon Fu, tuy nhiên các bạn phải để cho mình cái file có logo hình nắm tay hình da cam nhá. Đây này. Đấy, ok. Các bạn mở lên cho mình, ấn chuột phải vào, chọn run admin nhá. Các bạn chọn open cũng vào được game. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nên chọn run admin để cho nó chạy toàn quyền dưới quyền admin. Máy tính các bạn thì nó đảm bảo 100% là chơi được luôn, nó không ít gặp lỗi hơn. Ok, thì mình sẽ vào này, ấn run admin này. Lúc này nó sẽ hiện cái bảng, các bạn chọn z cho mình. Ok rồi,
khi nó đăng vào game rồi nhá. Các bạn yên tâm nhá, tất cả những cái game trên website tải nhanh vn.com ý đều là do mình up lên, tải lên và mình cũng sẽ vào game chơi để chứng minh được cho bạn một điều rằng là các bạn có thể yên tâm mà tải game trên website tải nhanh vn.com nhá. Mình đã vào game chơi được thì các bạn cũng sẽ phải vào game chơi được, trừ khi là cấu hình mấy các bạn không đủ hoặc là các bạn không tuân thủ cái mục support mà thôi. Các bạn cứ tuân thủ cái mục support cho mình nhá, ok. Thế đây là cái giao diện ở trong game, chúng ta sẽ vào này. Đấy. Đây là một tựa game mà các bạn có thể chơi được online. Tuy nhiên ý, các bạn muốn chơi được online các bạn phải mua game cho mình nhé. Các bạn phải mua game cho mình thì các bạn mới có thể chơi được online. Còn các bạn chơi cái bản trên cái website của mình, các bạn chỉ có thể chơi được offline mà thôi. Ok. Thì trước khi vào game, mình sẽ dành vài phút, vài giây dành cho những các bạn nào mà cấu hình thấp nhá. Các bạn vào cái mục setting cho mình. Đây, vào mục setting. Đấy. Các bạn vào đây các bạn sẽ thấy có cái chỗ đâu nhỉ? Đây, cái chỗ graphic quality này. Các bạn tùy chỉnh ha. Các bạn kéo đây là mức vừa này, kéo xuống dưới cùng sang bên trái này là mức thấp nhất này. Bạn nào mà cấu hình thấp thì các bạn để cái mức thấp nhất, còn cấu hình bình thường thì để mức này. Còn cấu hình mạnh thì để sang cái mức bên phải, ngoài cùng bên phải nhá. Thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, ok. Các bạn thấy cái này này. Đấy. Ở đây là mức thấp này. Các bạn thấy có thể thấy nó đồ họa nó tự thay đổi đấy. Đấy, các bạn thấy trên màn hình không? Nó thay đổi khá là nhiều, ok. Thì sau khi các bạn lựa chọn xong thì các bạn ấn apply graphic setting này. Đấy, để nó lưu lại. Sau đó các bạn ấn Escape để back ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào game nhá. Để vào game các bạn vào cho mình cái mục có tên là Play Local. Đấy, Play Local cái dòng đầu tiên này này. Đấy. Ok, ở đây chúng ta sẽ tạo nhân vật. Chúng ta sẽ tự động tạo nhân vật các thứ ha. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh về giày này. Đây là giày này. Đấy, thay giày màu xanh nhá. Skin thì là cái gì ta? Là khuôn mặt, ok. Các bạn có thể tùy chỉnh khuôn mặt ở đây này. Đấy. À đâu, màu da chứ phải khuôn mặt. Đấy, mình sẽ chọn là nhân vật là màu đen thui này đi. Nhìn cho nó sáng sủa. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh màu áo. Đấy, màu áo thì màu hồng cho nó nam tính á. Tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh về bottom là cái gì? Quần. Ok, quần. Rồi. Quần áo hồng thì quần nó phải là quần tím thì nó mới manly được, ok. Tiếp theo là chỉnh cái gì đây? Mũ, ok. Mũ thì có lẽ là chúng ta sẽ đội cái tay thỏ này đi, nhìn cho nó chuẩn men hơn rất là nhiều. Fake là khuôn mặt, ok, chúng ta có thể chỉnh râu. Đấy, chỉnh râu màu vàng này quá chuẩn luôn. Đây là giày rồi, giày đi giày hồng luôn đi, ok. Thì sau khi lựa chọn xong thì chúng ta sẽ ấn ready nhá. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ ấn get smart. Đấy, get smart, ok. Tiếp theo là các bạn có thể ấn một trong ba cái này nhá. Thực ra là mình ấn bảo get smart này là chúng ta chơi một chế độ, còn ở đây là chế độ khác này. Đây cũng là chế độ khác nhá. Nó có ba chế độ chơi, ok. Các bạn tùy chọn từng chế độ ha. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái chế độ đầu tiên này nhá. Get smart. Đấy. Ở đây thì lựa chọn map này, mình sẽ chơi cái map dinner trước đi. Đấy. Thời gian, đây là thời gian của một màn đấu thì mình sẽ để tầm 2 phút thôi nhá. Và boss ở đây là cái những con boss ấy, những cái người chơi ấy, người máy ấy, ở trong game ấy thì các bạn có thể lựa chọn số lượng nhá. Ở đây mình sẽ lựa chọn là full luôn, 7 thằng. Đấy, full luôn 7 thằng nhá. Start game. Ok đây này, các bạn có thể thấy trước khi vào game nó sẽ giới thiệu cho các bạn một số sơ bộ về nút. Các bạn có những cái phím WASD để di chuyển, những cái phím U và phím Y để đánh, Escape để ra menu, Run là bằng phím Shift bên trái. Đấy, Control để Dock kìa. Đấy, cách để nhảy nhá. C và V nữa thì các bạn tự vào game mà tìm hiểu thêm nhá. Ok, ấn Enter. Đây, mình sẽ điều khiển nhân vật. Trận đấu bắt đầu rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy, các bạn thấy nhân vật của mình không? Lúc này mình lựa chọn màu áo hồng nha. Các bạn thấy nhân vật của mình đang mặc áo hồng không? Đấy, đấm nhau loạn xạ luôn. Đây là một tựa game mà các nhân vật trong game nó kiểu bị say các bạn. Nó bị say. Thành ra là cái dáng đi các thứ của nó như kiểu rất là giật dẹo, rất gì vậy này nọ. Đấy. Chúng ta cứ đấm thôi. Đấm cho bọn nó rơi xuống khỏi bản đồ, đấm chết bọn nó luôn. Đấm, nói chung là đấm cho nó bọn nó sắp mặt lờ. Và chúng ta cố gắng đừng để bọn nó đấm. Ơ tội mẹ rơi rồi. Đừng để nó bị rơi xuống dưới là được. Chúng ta cố gắng sống ở trên. Khi chết đi thì các bạn phải đợi mấy giây để nó hồi sinh nhé. Đợi mấy giây để nó hồi sinh. Đấy, ấn C để làm gì đây? Ô mẹ lại rơi rồi, mẹ rơi hai lần rồi. Khổ thân tôi. Nói chung là các bạn làm đến đây là các bạn có thể yên tâm mà chơi được rồi nhá. Làm đến đây là có thể yên tâm mà. Ô mẹ, mày quá. Ô mẹ, đừng rơi. Con game này thì nó hơi khó nhìn nhân vật một tí. Các bạn phải tạo một cái nhân vật thật là đặc biệt này. Thật là manly như của mình là áo da đen, áo hồng thì nó rất là dễ nhìn. Nó kiểu đặc biệt hơn so với cả những thằng khác ấy, thì chúng ta sẽ dễ nhìn hơn rất là nhiều. Ok. Thì các bạn xem đến đây là các bạn có thể yên tâm mà chơi được rồi. Nói chung là mình sẽ chơi thêm một lúc nữa cho các bạn có thể thấy được cái độ hay ho của con game này thôi. Ok.
chúng ta sẽ đấm. Nó nhìn cũng là khá là bựa như kiểu Gambit ý. Gambit nó cũng khá là bựa. Tựa game này nó cũng như vậy, nhưng mà có điều là cái tựa game này nó đấm nó không được kiểu như kiểu Gambit đâu. Gambit thì nó đấm nó thật hơn. Ở đây chúng ta sẽ chỉ là lao xung quanh đấm cho nó rơi thôi, chứ không không kiểu chắc chắn là chúng ta sẽ giành quyền thắng được. Mà hên xui rất là nhiều. Đấm ở đây hên xui rất là nhiều luôn. Ok, đấm. Chúng ta còn 16 giây. Còn 16 giây thôi. Đấm nó. Ôi, ấn đấm mà mỏi hết cả tay anh em ạ. Chúng ta ấn đấm mà mỏi hết cả tay luôn. 3, 2, 1, hết giờ. Game over. Ngoại trưởng ở đây này, vẫn đứng thứ nhất luôn. Vẫn 30 điểm đứng thứ nhất. À ok, bọn kia bọn nó game over. Còn tôi thì tôi vẫn thắng anh em thấy không. Tôi đấm mặc dù rơi rất là nhiều lần nhưng mà vẫn kinh. Ok, thì tiếp theo mình sẽ ra chơi thêm một cái màn nữa cho anh em xem nhé. Ấn Enter này, đấy. Ấn Enter xong rồi vào game mình ấn thoát ra ngoài menu. Rồi, ở đây thì mình sẽ thoát ra ngoài menu nhé. Ở đây nó chuyển màn nhưng mà mình muốn chơi xem một chế độ khác xem nó như thế nào. Rồi, play local. Vẫn là skin này luôn đi. Đấy, mình sẽ chơi chế độ King of the Kek. Và màn chơi thì mình sẽ chọn cái màn chơi nào nhìn nó hấp dẫn một tí ha. Màn này thì các bạn vừa thấy rồi này. Mình sẽ chọn cái màn là đây, màn Kuza. Đấy, Kuza. Ok, thời gian sẽ lựa chọn 2 phút thôi. Đấy, chơi thêm một trận nữa cho các bạn xem ha. Boss lần này mình sẽ chọn là 4 người thôi cho nó ít, cho các bạn dễ nhìn. Đấy, đợi nó load một tí, nó load map. Sau đó thì các bạn ấn Enter nhé, để vào game. Đấy. Ô vãi trưởng, map này có cả sông xiếc thứ nhảy sang của gì ta. Ôi. Ở đây chúng ta có đường đi sang, có đường đi sang. Ô mẹ, sao giật dẹo vậy? Chết mỡ nó rồi. Chết mỡ nó rồi anh em ơi. Đấy xời. Đi nó tôi vẫn chưa quen lắm anh em ạ. Đi nó vẫn rất là giật dẹo. Đấy, ô mẹ lại ngã rồi. Ván này chơi toàn thua toàn ngã này. Bét sư nữa rồi. Ok. Đấm. Khó chơi quá. Đấy, đấm mấy thằng sắp mặt lờ rồi. Ngon. Mẹ lại rơi xuống nước. Khổ. Từ nãy giờ phải ba cái xác của tôi dưới nước rồi. Quái trưởng thật. Trên bờ không muốn, không muốn xuống nước. Đấm nó kia. Xuống nước luôn đó mẹ, mình cũng xuống luôn rồi. Quái trưởng. Khó ra man ta. Mấy thằng nhân vật trong này nó kiểu bị say rượu ấy anh em. Nó đi nó kiểu rất là giật dẹo, rất là dễ ngã chứ không phải là như bình thường. Ok. Đấm. Ván này chúng ta chắc là không đứng nhất được rồi. Thằng kia nó 29 rồi kìa. Đấy, đấm vào thằng xuống nước rồi. Ngon. Ngon stream. Ô mẹ lại rơi rồi. Mẹ, toàn mình tự lao xuống nước mà chết thôi. Có vẻ kiếp trước thằng này là một thằng nhân vật thích bơi dưới nước. Ô mẹ. Rồi. Chúng ta còn 15 giây thôi, 15 giây để kết thúc trận đấu này. Có lẽ là tôi không nhất được rồi. Ngã xuống nước khá là nhiều, sấp mặt lờ khá là nhiều. Không biết mấy phút cuối này có cứu vớt được không gì không. Nói cứu vớt cái là xuống nước vớt luôn rồi. Cần được vớt rồi. Game over. Thôi, thôi xong. Mẹ, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều không nhất được. Tôi ở bét bảng rồi. Ok, thì anh em thấy là anh em có thể yên tâm mà chơi được rồi nhá. Thì anh em thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh của mình nhá. Chúc anh em tải và cài đặt thành công. Bye bye.